Mới đây, hình ảnh đăng quang hoa hậu vào 20 năm trước của Thanh Hằng bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Lúc đó, Thanh Hằng vẫn rất mộc mạc, chưa sở hữu nhan sắc đẳng cấp, sắc sảo như bây giờ. Chính vì vậy, khi mới đăng quang, cô nhận không ít ý kiến tiêu cực, thậm chí còn bị đồn mua giải hoa hậu. Đầu thập niên 2000, các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam vẫn khá lạ lẫm với công chúng nước nhà. Ngoài Hoa hậu báo Tiền Phong, cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh do báo Thế giới Phụ nữ tổ chức nhanh chóng nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Sau thành công của mùa giải đầu tiên năm 2000, sang năm 2001, sân chơi này tiếp tục được tổ chức với tên gọi mới, Hoa hậu người mẫu qua ảnh. Cách đây 20 năm, Thanh Hằng là một cô gái trẻ mới 18 tuổi, cao 1m76, làn da đen nhẽm và sinh sống trong một xóm lao động nghèo tại Sài Gòn. Giống bao nữ sinh khác, cô choáng ngợp trước thế giới hào nhoáng của thời trang phim ảnh. Mỗi lần nhìn các chị người mẫu trình diễn trên sân khấu, Thanh Hằng lại ao ước được như vậy. Tuy nhiên, nghĩ tới việc gia đình không có bất cứ mối liên quan nào với thế giới nghệ thuật, Thanh Hằng ngậm ngùi chôn giấu ước mơ. Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Thanh Hằng bắt đầu từ mẫu tiên nằm góc phải trang gần cuối của báo Thế giới Phụ nữ năm 2001. Ban biên tập muốn tuyển chọn các bạn trẻ chụp thời trang. Đọc được thông tin này, một người bạn thân trong xóm thúc giục Thanh Hằng tham gia. Người đẹp nhớ lại, sau khi được lên hai trang báo, một chị phụ trách gợi ý tôi đăng ký cuộc thi Hoa hậu người mẫu qua ảnh vừa được tổ chức. Một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô gái trẻ ham khám phá như tôi. Hình thì có sẵn, lai lịch rõ ràng luôn rồi, hà cớ gì mình từ chối. Thế là mọi bước đăng ký diễn ra trong một nốt nhạc. Sau khi giành giải bình chọn tháng, Thanh Hằng bước vào vòng chung kết toàn quốc. Lúc này người đẹp phải thông qua ý kiến của gia đình. Bà Hồng, mẹ của Thanh Hằng vốn yêu thương con, sẵn sàng lắng nghe và chịu ý kiến con khi nhận thấy điều đó hợp lý. Do vậy, bà đã đầu tư chi phí cho con gái cưng đi thi. Tuy nhiên, mỗi lần xin tiền mẹ, Thanh Hằng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình mà chạnh lòng. Nhìn lại hành trình thi nhan sắc, Thanh Hằng thừa nhận bản thân rất may mắn khi có quý nhân giúp đỡ, bởi cô không biết bất cứ điều gì về showbiz. Một người chị đã hướng dẫn Thanh Hằng cách quất ra sao, giới thiệu người trang điểm trong đêm chung kết hay dẫn cô đến các cửa hiệu may áo dài, đồ dạ hội. Lúc đó, thí sinh phải tự thân vận động, chuẩn bị mọi trang phục. Với áo dài, Thanh Hằng đã chọn vải gấm màu hồng đất, còn dạ hội cô chỉ suy nghĩ đơn giản, chọn cái nào như công chúa hay cô dâu là được. Trong trí nhớ của Thanh Hằng, cuộc thi lúc bấy giờ có một tuần hoạt động cộng đồng. Đây là khoảng thời gian giám khảo quan sát gần như rõ về thí sinh hơn. Khoảng 3-4 ngày cuối dành cho việc tập luyện đêm chung kết, bao gồm đồng diễn mở đầu, màn thi đồ tắm, áo dài, dạ hội rồi phỏng vấn. Lúc ấy, ý thức mình trình diễn chưa tốt, Thanh Hằng đều cố gắng tự tập luyện thêm catwalk. Tôi cũng thử đi cháo chân, đánh hông và đặt cuốn sách lên đầu như người ta. Tất nhiên sao mình rành rọt ngay được, nhưng ít nhất quá trình chăm chỉ ấy giúp cơ thể mềm mại và có chút khí chất giống người mẫu chuyên nghiệp hơn, cô nói. Vốn dĩ tôi được đi thi và vô đêm chung kết như thế này là ngầu căng đét nhất xóm rồi. Mong gì hơn nữa. Do đó khi chỉ còn 3 thí sinh trên sân khấu chờ công bố hoa hậu, tôi vẫn không nghĩ mình chiến thắng. Ngay giây phút tay mình được xướng lên là hoa hậu, tôi đã đứng hình mất 5 giây. Bước một cách vô thức lại nhận giải, cười rất đơ trong tiếng pháo, tiếng nhạc hỗn độn. Vốn dĩ không hiểu chuyện gì đang diễn ra và mình là ai, tôi chỉ biết mình đứng cạnh hai á hậu để cùng chụp ảnh kỷ niệm. Phía dưới, mẹ và em trai cầm hoa chạy dọc sân khấu để tiến gần lại chúc mừng. Hình ảnh xúc động đó luôn in mãi trong đầu tôi, cô kể. Chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng khi Thanh Hằng bước ra cổng sân khấu để về nhà, vài âm thanh vang đến tai cô. Cô đó da ngăm đen thế mà đoạt giải, chắc mua. Ngay giây phút đó, cô gái 18 tuổi không buồn nhưng đôi chút ngỡ ngàng và nhận ra một điều. Món quà nào cũng đi kèm với sức nặng trên vai. Lúc đó tôi đã hiểu được cái gọi là sức nặng của chiếc vương miện như thế nào. Dĩ nhiên cũng có những người chúc mừng mình đoạt giải. Tôi đứng giữa ranh giới của hai nguồn cảm xúc xen lẫn. Tôi không nhớ chính xác bao lâu thì thích nghi chuyện mình đã và đang đội vương miện trên đầu. Có chút háo thắng, tôi muốn khiến cho những người đã nghi ngờ tôi nói những lời không hay về Thanh Hằng phải thức tỉnh. Bám vào lý do đó, tôi chọn con đường cho mình sẽ đi, chỉ làm điều đúng và tránh sai sót, Thanh Hằng nói.